Yo, hello, what's up, chào anh em nha. Chúng ta trở lại với channel mình Nét từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em của game hiện tại tài chính như mình Nét từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xem like và một subscriber cho nó phát triển của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video công chiều tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chốt event các bạn. Và chắc reset lại thôi vì tôi vừa check qua, nhìn lại anh em tham gia vẫn chưa đủ các bạn. Thật sự rất là đáng tiếc luôn anh em. Đây, có thể cho các bạn xem qua. Ok, hiện tại video hôm qua còn không đủ like, chứ vẫn chưa đủ like các bạn. À, ngoài ra thì chúng ta chuẩn bị có một cái event tặng VIP 7 ở đợt 65 ca sấp này. Và như tôi check thì như là cũng đã được 64.980 mấy đấy anh em. Các bạn nào chưa like, chưa đăng ký thì đăng ký. Có khi tối nay lên thì mai lên event cho anh em tham gia luôn. Tặng luôn cho các bạn nhanh. Mai tới là tặng bên mãi thảo chơi quậy tướng mới luôn các bạn nha. Ok. Quay trở lại video tối nay thì như đã nói đầu video anh em, chúng ta sẽ reset lại cái sự kiện lại cho anh em tham gia. Ngoài ra thì tối nay chúng ta sẽ up nâng cấp đá hoàng kim các bạn. Hôm nay tôi sẽ nâng lên bậc 2 các bạn nhé. Thì tình hình là vừa mới đổ, tôi sẽ nâng cho Kaido anh em, để cho Kaido lên bậc 2 để xem là chỉ số sẽ thay đổi như nào anh em. Không dài dòng, nên đá tính tiếp các bạn nhé. 100m belly. Vâng, uầy, bún công à, 1.2 triệu. Nhưng mà không thì cá nhân tôi, từ anh em sẽ nâng thì chúng ta dùng đá gì? Chuyển sang đá T2 anh em. Ui, 200 viên đá T2 lần được lên tiếp các bạn. Căng nhờ. Giờ hoán đổi là một lần 6m vàng và 3k này anh em. Ok, máu và chim mạng. Chúng ta full máu này các bạn này. Full máu anh em. 35 triệu, 7 triệu điểm mỗi. Wow. Ok, Kaido nhìn là Kaido đánh máu không nhỉ? Đánh máu anh em. Thôi đánh máu đi cũng được. Ok, như đã nói anh em. Tiếp tục reset lại cái sự kiện cho anh em tham gia. Thì tối nay chúng ta sẽ đơn giản hơn anh em, vẫn là một phần quà như thường ngày thôi. Vì sự kiện hàng ngày anh em là quà, mỗi ngày chỉ một phần quà thôi cho một bạn may mắn. Báo bước cơ bản tham gia thì vẫn là like và share, sau đó đăng ký kênh và chuông thông báo anh em. Like và share video này anh em nhé, like và share video này lên Facebook của bạn ở dạng công khai. Sẽ có hình đăng ký kênh và chuông thông báo kênh từ đường phố đến chúng tôi. Và việc thứ ba đó anh em xuống phần comment bất kỳ. Cái nào bạn comment thì comment, nhưng nhớ để lại tên Facebook đã share video. Nếu video đạt được 50 like thôi anh em, đơn giản lại cho tí cho nhiều anh em ý kiến quá. Ok, 50 like các bạn nhé. Thì tối mai tôi sẽ chốt event cho các bạn. Ok, bây giờ thì vừa úp Kaido xong rồi anh em, chúng ta sẽ đi làm tí bot nhỉ. Ok, hôm nay bot mới mở, quên lại chống nộ à. Kaido là bên chỉ huy chứ nhỉ. Ừ, Kaido là bên chỉ huy anh em. Ở bên chỉ huy hiện tại đang thiếu mất một tướng à. Ok các bạn, chúng ta phải up thêm một tướng chỉ huy mới lên. Để xem bữa 3 cho phù hợp nào anh em. Ai trong đám chỉ huy hiện tại có thể hỗ trợ được nhiều nhờ? Chắc là Luffy PM thôi anh em. Đó, đây. Để đi ra tổng diện các bạn, đi ra tổng diện xem nó dễ. Chỉ huy hiện tại chúng ta có những ai? Crack kìa anh em kìa, hay là úp Crack chơi ta? Ừ, có Crack nữa anh em. Kaido. Đúng rồi, chúng ta lại còn Kaido thôi nhỉ. Úp thêm Kaido đi. Chúng ta sẽ úp thêm Kaido anh em. Tôi nhắc là như vẫn còn Kaido mà. Xem mảnh biết còn nhiều không nhỉ, để úp luôn. Ok các bạn, chúng ta sẽ ra túi anh em. Quay bắt anh em Kaido trong túi chứ, ngoài là mình còn các bạn. Đâu rồi, Tứ Hoàng Đô Kai đâu rồi. Tôi nhắc này bữa đã có rư ra vài mảnh Kaido mà sao đâu ta. Hay do mình chưa check ký nhỉ, lại còn nào anh em. Kaido, Dokai anh em. King này. Kata này. Ở đây anh em. Yo, 2, 4. M1 đồng hóa anh em. Ngon lành, lên luôn các bạn. Đầu cứ gom dần anh em, về sau đủ nên cháu Kaido E5 thứ hai sao các bạn. Vì Kaido lên E5 cũng chơi rất là ok mà. Rất là ốp rẻ luôn anh em, chắc tội gì mà không chơi. Nâng nào. Tựa luôn các bạn. Rồi. Úp lên thằng E1 luôn anh em nha. BO này, dùng BO đi cho nhanh. Một form dầu đen này. Kata King. Từ từ anh em, King thì như hắn còn hiện tại thì hiện tại vẫn còn ok lắm các bạn. Kata thôi anh em. Nên tiếp nào.
10 sao. Đã mất công là phải lâng cho tới anh em. Tình E1 các bạn. 260 cũng ra gì để nọ đùa đâu anh em, trang bị. Mang bộ bình dân được rồi anh em. Còn dư cương liên. Cương liên còn 4 cái lận các bạn. Thoải mái anh em. Un đá luôn. Un công. Cho un HP đi anh em. Un máu các bạn. Rồi 2 triệu 2 các bạn. Ừ cũng được đấy anh em. Vừa ra lại kè đam ngon các bạn nha. Ok. Giờ chúng ta sẽ ra trận các bạn. Chắc thương của lượt. Ok luôn các bạn. Cái đồ vào trận. Có hai cái đồ đứng đầu anh em. Giờ xem cái đồ chính của mình thôi anh em. Full máu luôn, xem đam to không bạn nha. Đó, cái đồ giờ full máu bạn, xem đam nó có to hơn không anh em. Cái đồ khắc bọt hẳn luôn anh em. Nhìn là thấy khắc bọt hẳn ngay anh em. Ây da. Kết hợp với quả Inuzashi các bạn để xem như thế nào. Bao nhiêu? Ủa kìa, 8 tỏi ra. Cái đồ tự nhiên là pun công hay là cho nó công ta, từ trách lại phải đăng lại anh em. Hơi toang quả đá cấp 2 này nên ta phải hoán đổi lại rồi anh em. Công công sát thương kỹ năng. Máu công đi. Máu công lên được 24% các bạn, hoàng kim 2 nha. Mở lên được bao nhiêu, 3 4 2 4 đúng không? Ok, tôi có mấy tướng đoạn anh em, không phải một cháu nâng lên này đâu. Để xem nào, quên một chỗ này dùng đấy rồi anh em. Chỗ này pun công rồi, chỗ này pun máu rồi. 3122 anh em, 3122, 3122 giờ lên trên này là bao nhiêu? 3 4 2 4. Ui, một cái lên 1 2% đây nhỉ. Ui, đẩy đá lên mà nghe kiểu đúng kiểu, ui nó câu hơi quá anh em, y như cú các bạn, không kiểu không có gì đặc biệt luôn nhé. Căng nhờ. Ok, hôm nay bên xạ thủ sát thương của lượt được này, cho ra trận luôn anh em. Anh Pan Batman bắn nào, cho anh Pan đánh ra anh bắn các bạn. Xem tầm này bắn vẫn là vô đối nhất anh em nha. Em lại bắn thì thuộc dạng là khỏi phải nói luôn các bạn, không cần nói chuyện luôn. Ôi, sợ anh Ben bè anh Ben bắn thì khỏi bàn các bạn. Tôi nhớ là bắn đến lượt thứ bao nhiêu là nên hẳn 2 tỏi 9 một lượt mà các bạn, 2 tỏi 9 3 tỏi một lượt anh em, phải đùa đâu. Đó, sát thương càng về sau càng bung các bạn nhá. Đó, lên dần anh em, lên dần nhân cấp nhân dần các bạn. Đó, lượt sau này bắt đầu này. Rồi đấy, các bạn để ý lượt cứ lên này, cứ phát trước bắn phát sau là y dáng khác bọt luôn anh em. Đó 28 rồi nhá. Các bạn nhìn cái to như đấy, cái cuối cùng ấy. Rồi. Đó, 28 triệu lên 30 rồi anh em. 32 rồi. Tôi nghĩ là 32 triệu đấy, không muốn trúng lại nữa anh em, bữa trúng một lần rồi. Nó cực cát luôn, xem anh men bắn nói chung nó hỏng vậy các bạn. Quấn giá man sát thương to thật sự luôn á. Càng về sau càng to anh em. Đấy, bao lên dần các bạn nhìn không? Trời ơi. Ốp scale luôn. Bao nhiêu? 900. 248 tỷ anh em. 248 tỷ các bạn. Trời ơi. Bên kiếm sĩ này cũng được này các bạn này. Bỏ qua giáp cứng này anh em này. Lại cho bên giáp cứng quên bên kiếm sĩ vào mũ may quay cuồng tí các bạn. Hai đây là anh Zoro. Hay quá, Zoro chém cái. Odin chém cái nữa. Cái Zoro nhìn xem cũng bén đấy, bên này xem nghe cũng được đấy các bạn. Bao nhiêu? 25 tỏi à? 25 tỏi anh em, được. Duyệt các bạn, top 1. Ok, này 3 phim khu vực top 1 ngồi cứng nha. Nhưng mà cá nhân tôi thấy Kaido lên nghe chừng kiểu sao nhỉ, nói sao rồi ta, yếu thì không phải yếu nhưng mà đúng kiểu vậy anh em, cảm giác kiểu yếu ấy nhờ. Inuzashi lên đây, cho Uta xuống. Đây rồi, Big Mom xuống. Ok, chúng ta đi thử một ván coi anh em.
mất công nâng anh Kaido để xem là anh có ok hơn không ạ. Tôi nhảy sợ là Kaido không ulti trước rồi các bạn nha. Nhìn cái này chỉ sợ Kaido không ulti trước. Úi dồi ôi, crack nó đẩy cho cái. Gắt quá trời là gắt luôn anh em. Thế nói anh em vẫn chưa thể nào nghĩ ra một cái biện pháp nào có thể phá đảo được cái ải này. Căng cực anh em. Nó đánh như hôm bữa thì đây anh em. Đây. Xem đầu thì đã ăn được các bạn nha, xem đầu ăn được đúng không nhỉ? À quên, nhưng mà Kaido phải chỉnh lại các bạn, Kaido phải full tốc cơ. Giờ nghe về nên đá tốc máu lại cho anh Kaido ta. Cũng có khi phải vậy các bạn. Thì nếu Kaido không ulti đầu thì gần như là cũng chẳng làm gì được các bạn. Ta đâu chọc cái nào. Kịp ulti không? Đấy rồi. Zoro đấy anh em. Ây chà, hay quá. Chung thì vẫn được các bạn, vẫn ăn được. Đánh cái kiểu này thì trận đầu này chắc là vẫn được các bạn. Ăn tốt thì khác á. Ui hết, ăn tốt các bạn. Thôi. Thật sự quá là gắt luôn các bạn, không có gì nói nữa anh em. Rồi, video cũng chưa tới đây kết thúc anh nhé. Hẹn anh em tiếp theo và chúc anh em tham gia event vui vẻ. Và đừng quên là chuẩn bị có một event tặng ạc. Anh em nhớ theo dõi và tham gia để đại ạc. Ok, đó ra thì...